Một xưởng làm đế giày đã bốc cháy dữ dội rồi lan sang xưởng chứa vật liệu gây thiệt hại lớn. Công an huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Khoảng 18 giờ chiều qua, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại xưởng đế giày trên địa bàn thôn Dẻ Thượng, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và không thể dập lửa tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa từ nhiều hướng. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan sang một xưởng chứa nguyên vật liệu sát bên. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã khiến xưởng đế giày bị thiêu rụi, xưởng nguyên liệu bị ảnh hưởng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.